Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ với tổng diện tích 170m2. Chi phí bạn đang mong muốn làm nhà khoảng 1,2 tỷ thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Đó. Bên ngoài ngôi nhà thì được thiết kế trang trí điểm nhấn giật khối để cho ngôi nhà trở lên nổi bật và đẹp mắt hơn. Đó. Với những đường nét trang trí đơn giản, vuông thẳng phẳng nhưng tạo lên cho ngôi nhà một cái vẻ đẹp nhìn rất là thích luôn. Đó. Ngôi nhà này thì do thầy trò mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế ở tại Ứng Hòa, Hà Nội. Đó. Ngôi nhà đang có hai lối đi tiếp cận chính, đó là lối đi vào sảnh chính và một lối đi vào sảnh bếp. Bây giờ mình xin phép mời quý vị và khán giả cùng tham khảo công năng chính bên trong ngôi nhà này nhé. Chiều rộng mặt tiền là 17m chiều mặt tiền và chiều sâu là 10,5m. Bên trong không gian phòng khách 37,8m2. Phòng thờ 14,6m2. Phòng bếp 22,2m2. Đó. Giữa phòng khách và phòng bếp thì được thiết kế một vách ngăn bằng gỗ để ngăn cách hai không gian này nhưng vẫn có độ bay mượn lẫn nhau. Đó. Và vị trí đằng sau khu vực nhà bếp sẽ là khu vệ sinh chung của ngôi nhà. Đó. Đấy, cái lối đi ra sau cùng là ra khu công trình phụ, máy giặt, khu phơi phía đằng sau các thứ. Đó. Các bạn nào mà đang quan tâm đến ngôi nhà này, cần chia sẻ gì thêm, cần tư vấn phong thủy thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Phòng ngủ số 1, phòng ngủ master có WC khép kín. Phòng ngủ này 22,2m2. Đó, rất là rộng luôn. Phòng ngủ số 2 17,6m2. Và phòng ngủ số 3 14,4m2. Đó. Đấy là toàn bộ của công năng của cái mẫu mái Nhật 170m2, chi phí 1,2 tỷ này. Thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và khán giả công năng của mẫu nhà. Quý vị nào đang chuẩn bị làm nhà, có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để Nguyễn Tất Nhiên tư vấn cho quý vị nhé. Đó. Một lần nữa xin chúc quý vị sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Đây là những siêu phẩm của thầy trò mình. Chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Và video của mình tới đây đã là kết thúc. Và hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở video sau.